Rồi xin chào anh em nha. Bữa nay em lên một cái lô khác vào bữa cho anh em là cưa. Là hôm nay em lên cho anh em 17 cây ha. Cái cỏ hôm nay làm không kịp anh em cho nên là hôm nay em lại cưa không luôn. Cưa thì có cho anh em giá là từ 1 triệu 8 nè, cưa tay cục ha. Cho tới con cao nhất cho là con 4 triệu, con Shindewa 407 anh em, dòng cưa khai thác ha. Lô thì có là G370 nè, Shindewa 350, một cặp cưa Shin 393 nằm đứng ha. Một con Shingu XV39 nha anh em. Một con Echo 35 nha, trợ lực nè, con này VIP lắm nè, đẹp xuất sắc luôn. Một con Echo 361 ha. Phía trên cho anh em là máy nòng nằm không luôn nha. Shingu 351 nè, G40, con này G36 ha. Còn con này là con cơm nha anh em, cơm 32 nè. Con này là con G35 anh em. Con này con G250 nè, cưa tay cục nha anh em, làm kiếm là tin luôn. Con Tanaka tay cục ha, con này trợ lực e tự động thắng xích luôn. Con này G300 nha anh em. Rồi con đầu tiên là con cưa tay cục Tanaka ha. Con này giá kể nhất là 1 triệu 8. Anh em chốt máy liên hệ số điện thoại của em ha, 0917414042. Số này có Zalo nha. Kênh YouTube của em là cửa hàng Mai Giang Tèo ha. Hình thức mua bán của anh em thì cực kỳ đơn giản luôn. Khi mà anh em mua hàng thì sẽ được làm miễn phí ship nha, là bao ship tặng nhà cho anh em luôn đó. Không cần phải đặt cọc trước và sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận nha anh em. Cưa thì tới nơi anh em sang pha nhớt đó, anh em đổ vô anh em thử giùm em ha. Ok ngon lành hết thì anh em mới trả tiền anh em. Cho nên là hàng mà anh em chưa thử là anh em không mất mát gì hết. Tới nơi giật thử ok hết thì mới trả tiền. Nhưng mà anh em lưu ý là khi mà đặt hàng á thì anh em nhớ coi con máy đó cho kỹ ha. Rồi mình thấy ưng ý mình thả đặt nha anh em. Chứ để hàng nhiều khi đi xa đóng gói cực khổ nữa. Thì anh em thương tình thì anh em xem kỹ giùm em rồi anh em hãy đặt hàng ha. Tại vì nhiều anh thì chắc đó đặt hay im quá xong cuối cùng lên tới nơi không biết tại sao đổi ý, cuối cùng máy nhiều khi không xem mà không cũng không nhận hàng luôn anh em. Rồi, hôm nay em lên cho anh em cái lô chữ E nha, bắt đầu từ con E20 ha, còn con cuối cùng là con E26. Thì địa chỉ cửa hàng của em là ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ ha. Những anh em mà lần đầu tiên mà xem clip á, nhớ để lại cho em một cái nút đăng ký kênh và kèm theo đó là bật cái chuông thông báo nè, để khi mà em lên clip hàng ngày thì anh em sẽ nhận được cái thông báo sớm nhất ha. Rồi, con đầu tiên là con E20 nha anh em. Giật ha, giật một cái một luôn và rất là nhảy nổ luôn nha anh em. Con này cưa tay cục ha, là anh em mình có thể cầm được một tay nè. Thì mấy con này anh em chủ yếu là mua để cưa củi nè, cưa dùng để cưa gia đình đó, hoặc là tỉa cây cảnh cây kiểng anh em. Mà dòng máy này giá rẻ thì mua rất là dễ luôn. Con này thì nó dùng e tự động nha anh em, kéo lên đóng e nè, anh em lên ra e sẽ tự động mở cho mình luôn, có luôn cả thân xích luôn nha anh em. Con này là chạy xích, là con này chạy xích 91 nha anh em, xích chung đó, xích lỡ đó. Rồi, lam con này dài 3 tắc 7 nha, phần cắt là 32 cm. Con này nó có kết hợp luôn cả là cái hàm gồng của mình luôn nha anh em, hay gọi là cái sỉ gỗ đó. Thì cái con này xăng pha nhớt thì anh em đổ cái nắp trên này giùm em. Còn cái nhớt ga lam á thì anh em đổ cái nắp dưới này giùm em ha. Thì anh em nào chốt con nào thì nhớ để ý cái con nào, cái nắp nào ha, để mình biết đường, bây giờ mình tới nơi là mình thử cho nó dễ nha anh em. Rồi, E20 giá 1.800.000. Giá này thì đã bao gồm phí ship và phụ tùng cho anh em là 4 món ha. Con này đời sản xuất là 2014 nha anh em, đời còn mới lắm. E21. Con này cơm Maxu nha anh em. Nếu mà anh em là cái người mà xài máy bãi Nhật nhiều á thì anh em sẽ biết được cái thương hiệu này. Dòng thương hiệu này là thương hiệu cũng khá là nổi tiếng của Nhật đó nha anh em. Dòng này máy móc chạy rất là bền luôn. Bao bền cho anh em luôn, xăng nhớt đầy đủ đi. Pha 1 lít xăng 40-50cc nhớt đi là máy móc em bao cho anh em xài luôn. Con này nồng là 36 ly nha, nó 30cc. Cũng là con tay cục là anh em có thể cầm được một tay luôn. Thì con này anh em dùng để cưa củi nè, hoặc là tỉa cây cảnh cây kiểng này kia rất là ok luôn. Trắng tay còn nguyên si luôn nha anh em. Con này lam nó là mini nha, lam 3 tắc 2 thôi. Phần cắt là 26 cm nè. Thì chú ý cho anh em mình dùng gia đình thôi, cắt nhiều khi lâu lâu đưa ra cưa cắt cây này cây kia rồi đó ha. Mặt tiền còn rất là đẹp luôn nha anh em.
nè, phần dưới nè, rất là liền lạc luôn ha. Rồi con này xăng pha nhớt anh em đổ cái nắp trước là giùm em nha, còn cái nhớt ga lăm thì anh em đổ nắp sau này giùm em ha. Rồi anh em nào chốt con nào thì nhớ hình thức máy con đó giùm em nha, để tới nơi là mình biết đường mình thử hàng đôi cho nó dễ nha anh em. E21 giá 2 triệu chẳng nha anh em, dòng cưa này chạy là bao bền luôn ha. E22 quá VIP luôn nha anh em. VIP là thứ nhất á, là nó giật có trợ lực nha. Thứ hai là E tự động nè, anh em đẩy xuôi xuống nè là đóng E ha. Anh em lên ga, E sẽ tự động mở cho mình luôn. Và nó có luôn cả thân xích nha, mà cái chỗ mà nó thắng á, nhìn cái bảng nó rất là bự luôn. Ha, giúp cho cái phần nó trợ lực cho mình đó anh em. Bẻ rất là nhẹ luôn. Đó, đời cực kỳ cao luôn nha anh em. Công tắc máy thì nằm đây nè, anh em gạt xuống nè là tắt nè, gạt lên là mở nè ha. Làm zin luôn nha anh em. Đây. Còn chữ đầy đủ luôn ha. Quá đẹp luôn. Rồi lam con này 4 tấc 1 nha anh em, phần cắt là 35cm nè. Con này thì chỉnh tăng đưa lam, tăng đưa xích đó anh em, nằm bên cái ốp lam luôn nè. Anh em cái việc nhả con ốp này lỏng ra rồi anh em tăng đưa nằm đây thôi, hay cắt là dễ luôn. Mặt tiền cũng còn rất là đẹp luôn nha anh em. Rồi con này xăng pha nhớt thì anh em đổ cái nắp trên này giùm em nha, nhớt ga lam hay rồi nhớt thải đó thì anh em đổ cái nắp dưới này giùm em ha. Giật trợ lực E tự động có luôn cả thân xích nha, mà giá thì nó chỉ có 2 triệu mốt thôi. Con này nồng 38 ly nha, nó 35cc ha. E22 giá 2.100.000. E23 con này thì quá VIP luôn nha anh em. Nếu mà anh em đã xài tới cái máy G7 rồi thì anh em gặp cái lam này là anh em thèm liền ha. Lam này là lam kiếm nha anh em, hay còn gọi là lam điêu khắc, lam kiếm, lam đầu nhọn đó. Nói chung thì mấy con này thường là mấy anh cho xài kiểu như là điêu khắc nhiều quá thì mấy anh xài mấy cái đầu này ha. Cái đầu latin nó còn rất là dày luôn nha anh em, nó full viền luôn nè, anh em thấy không? Cái viền nó còn nguyên luôn á, là giống như là chưa xài luôn á anh em, khoảng trên 95% luôn. Tải nhiệt cho mình luôn nha. Đó, qua VIP luôn nha anh em. Trên cái lam nó còn chữ Zenoth Komatsu luôn nè. Con này thì nồng là 35 ly nha, nó khoảng 27cc ha. Con này thì nó nặng 2.7kg nha anh em, rất là nhẹ luôn. Đời sản xuất là năm 1999 nè. 35 ly, 27cc ha. Con này thì cực kỳ nhẹ luôn anh em, có 2.7kg thôi. Anh em cầm nè, cầm như không cầm luôn. Quá nhẹ luôn anh em. Mặt tiền còn đẹp luôn ha. Rồi, xăng pha nhớt, đổ nắp trên, nhớt ga lam, đổ nắp dưới giùm em ha. E23 giá 2.200.000 anh em, xích còn dày cực kỳ luôn. Rồi, lam 3 tắc 3 ha, phần cắt là 27cm nè. Lam kiếm anh em, cưa củi cũng ok, hoặc là điêu khắc này kia là lấy mấy con này cũng rất là ngon luôn ha. E23 giá 2.200.000. E24 gam tì quá giòn luôn em. Con này là con G35 ha, nồng là 36 ly, 35cc, đời Komatsu á anh em, mà kiểu như đời sản xuất đời đầu á, cho nên giá nó rẻ nha, chứ mấy thằng này chạy rất là bền luôn nha anh em. Con này thì em báo tình trạng là cái chỗ chụp bue á anh em, chụp bình xăng con nó bị nứt chỗ này nè, nứt cái lằn này nha, thì nó không ảnh hưởng gì tới máy hết, kiểu như nó nứt, nó có dấu nứt thôi, thì em báo cho anh em để khi mà anh em có nhận hàng, có chốt á, anh em có nhận á, thì anh em cũng biết nó gì nè, là trên line nó có nói sẵn rồi, để nhiều cái nó không bỡ ngỡ ha. Lại nước sơn nó có hơi chóc suy sơn nha anh em, chóc bên ốp lam nè, chứ lại cái phần bên chụp giật này cũng có hơi chóc chút xíu nha. Cái này mà anh em muốn đẹp thì có về anh em có quyền là có tháo ra anh em chà anh em sơn lại thôi thì nó đẹp thôi, tại đây bằng ốp bằng nhôm không à ha. Nòng 36 ly, 35cc, con này thì anh em mua chủ yếu về dùng để cưa củi, cưa gia đình hoặc là cưa hạ cây vẫn được luôn nha anh em, thì cưa kiểu như là cưa trong cái tầm cái cây lam này thôi. Lam con này nó là 4 tấc 2 nè, phần cắt là 35 nè. Thì phần cắt 35 thì anh em có thể cưa cái về hoành gấp đôi cái lam là được 7 tấc nha anh em. Đặc biệt là lam đa tinh luôn. Lam đa tinh mà giá chỉ có 1 triệu 8 thôi. Con này giống như mua lam mà tặng máy luôn anh em. Ha, quá rẻ luôn. Rồi, xăng pha nhớt đổ rất bự giùm em. Nhớ cái lam đổ rất nhỏ nha anh em, nhớ giùm em ha. E24 giá 1.800.000. Này anh em nào mua để dành nhà cưa củi lâu lâu đem ra cưa củi, cưa hạ cây rất là ngon anh em, giá rẻ nữa ha. E25
E25 con này là con cũng là cơ Maxu á anh em, nhưng mà đời này đéo nhựa nha, đời cao hơn cái thằng E24 hồi nãy. Ha, GUB nhưng đời cơ Maxu nha anh em. Con này thì anh em chỉ cần là xăng pha nhớt anh em đổ vào. Đây, nắp bự nè, anh em thấy bình xăng với bình nhớt nó cộng lại không là xăng pha nhớt đó. Còn bình bên đây là cái nhớt không nè, là nhớt ga lam đó anh em. Anh em chỉ việc thao tác là mình đóng E nè, là mình đẩy ngang nè anh em. Là đóng E nè, anh em giật đúng 3 cái giùm em rồi anh em thả xuôi xuống. Rồi anh em vừa giật, anh em vừa lên ga ha, vừa bóp ga vừa giật nè, là máy nó nổ là mình em đi cưa luôn nha anh em. Con này nó đời là đời áo nhựa nên nó nhẹ ha. Lốc là lốc nhôm nha anh em. Nước sơn lốc còn nguyên si nè, nguyên cái màu vàng. Này kiểu như cái đời áo áo vàng mà nó hơi lọt á anh em, cho nên những con máy nó sáng nha, nhưng mà được cái nó không đậm nè. Đó, bây giờ con máy nó đẹp lắm nha. Còn tươi lắm tươi. Nước sơn nguyên si là chưa bị chóc miếng nào luôn. Rồi, lam 4 tấc 2 ha, phần cắt cũng 35 cm luôn nha anh em. Con này thì anh em cưa củi này kia ok ha. Hoặc là anh em cưa cái cỡ như cái dừa này kia đó, ở đây miền Tây gọi là cái dừa này kia đó, là cỡ cái đó cũng cưa cũng khá là ok quá ha. E25 giá 2 triệu chẵn anh em, nồng là 37 ly ha, nó 32cc nha. Con E25 là cơ Maxu nha, để nhiều anh em nói sao mà thằng này nó cơ Maxu mà tôi không thấy chữ cơ Maxu ở đâu hết trơn ha. Tại vì cái đời nó ghi như vậy anh em, chứ nó hiểu là máy móc là của thằng cơ Maxu không đó. E26 E26 con này là con Genos, cũng là đời cơ Maxu đó nha anh em. Con này là G36 nha. Đây, mắt in như băng này anh em, đầy đủ nha. Con này là G36 AV ha. Đời AV nó khác cái đời G36 không anh em. AV nó sẽ đời cao hơn G36 không á. Mặt tiền còn đẹp xuất sắc luôn anh em, chưa bị chóc miếng nào nè. Quá đẹp luôn ha. Con này còn đỏ ao luôn ha. Nòng con này là 39 ly nha, nó 36cc, ốp lam rất là mới nè. Bô thì cái màu đen nó còn luôn nè, chưa bị cháy luôn anh em, còn rất đẹp luôn ha. Rồi, con này lam 4 tấc 2 nha anh em. Phần cắt con này là 36 cm nha. Mặt tiền quá đẹp luôn anh em. Rồi, xăng pha nhớt anh em đổ vô cái nắp bự này giùm em ha. Còn cái nhớt ga lam thì anh em đổ nắp sau này giùm em. Nói chung cái máy cưa là nó na ná nha không à. Còn nhiều cái anh mà mới xài lần đầu tiên xài máy mà chưa có gành á thì anh em cứ việc chốt. Cứ an tâm chốt đi. Hàng shipper giao tới nơi, anh em có quyền thử hàng. Nếu mà anh em không biết đường thử, không biết đường làm, lúc mà giao shipper giao tới, anh em gọi trực tiếp cho em hướng dẫn cho anh em từng bước một luôn. Anh em chỉ việc làm theo em là máy sẽ nổ ha, cứ yên tâm nghe anh em. Không biết xài thì mình xài từ từ cho nó quen. E26 giá 2.500.000 nha. E27 mà đời G này anh em, mà đời cổ á thường nó giá nó rất là rẻ, nhưng bù lại máy móc nó rất là ngon anh em, rất là bền luôn. Bền bởi vì mới xài được tới giờ á, chứ nếu mà nó không bền đã hư lâu rồi nghe anh em. Con này nồng là 40 ly ha, nó 40cc. Tại sao mà nó nồng bự hơn mà nó bằng giá thằng E26, thằng G36 hồi nãy? Do là cái thằng này á anh em, nước sơn nó hơi chóc nó, cho nên là bán con này con kia để cho anh em mua rồi cho nó dễ ha. Chóc thì bán theo giá, hay chóc thì chủ yếu là nước sơn thôi. Anh em muốn đẹp thì anh em về anh em chà, anh em sơn lại. Còn này của em mà nó nguyên si em để nguyên si luôn. Còn cái phần quyết định mà anh em muốn sơn lại không thì về anh em tự ý anh em làm. Mặt tiền cũng còn rất ok anh em, chóc sơ thôi chứ nó không nhiều nha. Tiền còn đẹp lắm nha. Xăng pha nhớt nắp trước anh em, nhớt ga lam nắp sau ha. Anh em nhớ giùm em ha, con này cái chỗ tăng đôi xích ở chỗ mà chỉnh gam ti anh em, chỉnh gam ti nằm đây không nè, nằm phía ngoài luôn ha, dễ nhìn lắm nghe anh em, dễ kiếm lắm, không phải như nhiều con mà nó giấu trong kẹt anh em. Nhiều khi mà anh em mà xài, nhiều khi anh em không biết là anh em không biết đường kiếm luôn á. Con này thì em đã lên cho anh em là lam xin đây qua ha, đầu lam là Latin luôn nha anh em, và xích là xích mới 100% luôn đây ha, xích mới 100% luôn. Này xích xài về là xài luôn chứ không cần phải vỏ nha. Lam 4 tấc 2 ha, phần cắt cũng 36cm luôn nha anh em, phần cắt cũng rất là dài, trắng tay rồi còn đầy đủ luôn ha. E27 giá 2.500.000 nha anh em. E28 E28 con này là con Shingu 351 nha anh em. Ốp lam nó còn chữ da băng mình luôn nè, Shingu Soko.
ha, ốp lam còn màu đỏ nguyên si luôn nha. Con này nồng 39 ly ha, nó 35cc anh em. Con này hình thức máy là còn đỏ ao nha. Mặt tiền đây ha, quá đẹp luôn. Trắng tay còn nguyên. Con này xăng pha nhớt thì anh em đổ cái nắp trên này giùm em nha, nắp bự nè. Nhớt cả lam đổ nắp dưới này nha anh em. Nhớ giùm em ha. Con này em cũng có hướng dẫn đó về anh em cái việc anh em làm gì thao tác của em thôi. Rồi con này xăng pha nhớt anh em đổ vào. Đẩy cái e lên, nằm ngang nè, là đóng e. Giật ba cái rồi, thả xuôi xuống. Là mở e nè, khi này mà giật nổ là chạy luôn nè, là xài luôn nè ha. Công tắc thì anh em đẩy xuống là tắt nè, đẩy lên là mở ha. Nhớ giùm em nghe nè, lam ghim luôn nha, lam của Shingu luôn á. Tem rồi còn đầy đủ luôn á. Rồi con này lam là dài 4 tắc 2 nha, phần cắt là 35,5cm nha anh em. Nếu mà anh em cắt cái bề hoành được tối la là 70cm ha. Cái cây á, con này thì xích này khi mà anh em chốt cái con E28 này, con Shingu này á, thì em sẽ thay lại cho anh em bộ xích mới 100%. Con này nó quá trời bộ xích này nó cùi rồi, thay cho anh em bộ xích mới luôn. E28 giá 2.600.000 nha anh em. E29 nói chung lên like máy thì nói chung em test để cho anh em nghe cái tiếng máy thôi. Còn mà khi mà hàng đi á thì em sẽ kiểm tra kỹ á. Thứ nhất là xích em sẽ dũa lại cho anh em, thứ hai là em sẽ đem đi em cưa thử luôn, coi mà khi mình vô tải nó có bị bựa này kia không, bựa này kia mình còn chỉnh lại nữa, chứ không phải mà để gì luôn nha anh em, để gì đi ra ngoài luôn. Rồi nhiều khi anh em thử máy đồ nó không ngon thì anh em cũng đâu có nhận. Bởi vì ở đây em sẽ kiểm tra kỹ lưỡng, thứ nhất dũa xích, thứ hai đi cưa, thứ ba là coi nhớt nó có ra không. Nhớt mà nó không ra là mình phải kiểm tra, mình thay lại cho anh em hết. Con này là con Echo 361, Echo nồng đứng nha anh em. Nồng 40 ly, 36cc ha. Đây, con này nặng 4,1 kg nha anh em. Con này anh em đi cưa cây thác được luôn nha. Cưa cây hay thác hạ cây đứng này kia là ok, con lành luôn nha anh em ha. Trắng tay này còn nè. Con này thì trên cái chụp bình xăng con nó có cắn nhẹ đôi xíu nha anh em. Đây nó cắn nhẹ đây nè, con lỗ nè. Anh em lưu ý giùm em ha, này nó có sẵn á. Con này thì xăng pha nhớt nằm phía sau nha, nhớt ga lam nằm phía trước á. Anh em nhớ lưu ý anh em, máy nằm đứng nha, mặt tiền còn rất là đẹp luôn nè. Con này xài lam mà lam latin nha anh em, phần lam còn rất là dày luôn, phần thép còn rất là dày nha. Con này phần thép nó dày khoảng trên 90% nha anh em, hai mặt ha, còn cực kỳ dày luôn. Rồi lam con này cũng 4 tắc 2 nha anh em, phần cắt là 35cm nha. Cưa cây đứng hạ khai thác là kia là ok luôn ha. E29 giá 2.900.000 nha anh em. E30 30 này quá vip luôn anh em. Con Echo Kiwit 355 nha. Nồng là 38 ly, nó 35,5cc nha. Con này đặc biệt, thứ nhất trợ lực nè, có ổ trợ lực nha anh em, giật rất là nhẹ. Thứ hai con này dùng e tự động nha. Đó, anh em kéo ra đóng e nè, lên ra là e tự động nó mở cho mình luôn. Có bơm xăng phụ và có luôn cả thắng xích. Anh em chỉ việc mà khi mà anh em có leo trèo nhiều á thì anh em chỉ việc giật máy sẵn đi, lên tới nơi thì anh em giật sẵn anh em khoảng thắng xích lại là cho cái xích nó được cái chạy nè. Lên tới nơi anh em mở xích ra anh em xài. Mà thắng xích nó rất là nhẹ anh em, nó có hỗ trợ cái phần thắng xích cho mình luôn. Cực kỳ nhẹ luôn nha anh em. Con này cũng rất là đẹp luôn. Ha, thông số máy nằm bên dưới đây nha. Nặng 4,4 kg nha anh em. Đời sản xuất là đời 2003 nha. Đời quá quá mới luôn. Ốp lam còn cực kỳ đẹp luôn ha. Con này tăng đôi xích thì anh em chỉ việc nhả hai ốc ốp lam này ra, tăng đôi xích nằm trên nốt mình luôn nè. Lam còn mới chát luôn em ơi. Quá đẹp, hai mặt như nhau luôn nè. Xích thì còn dày như mới luôn anh em, dày như chín trên 90%. Quá trời nó dày luôn ha. Rồi, lam 4 tắc 2 nha, phần cắt nó 36cm ha. Máy nằm đứng nha. E30 giá 3 triệu chẳng ha anh em, con này quá vip. E31 E31 là con Shingu XV39 nha anh em. Con này nồng 40 ly, 39cc. Này đi cưa khai thác là ok, ngon lành cành đào luôn nha anh em. Con này nó hay ở chỗ là cái công tắc nè, nó có thêm cái phần bảo vệ cái phần thúng ngoài anh em, bảo vệ cho cái công tắc nè. Nó hay ở chỗ là khi mà anh em lỡ như trời mà anh em mưa đang cắt mà có mưa á, đột ngột á, anh em không có kịp phản ứng á,
thì cái công tắc này nè thì nó tránh cái thùng này nè, tránh nước mưa nó gớt vô anh em, tránh bị mát công tắc á ha. Thấy chưa, nhỏ nhỏ này chi rất là hay luôn nha, nồng đứng ha, có luôn cả siêu gỗ nha, bô thì còn nước sơn màu đen luôn nha anh em, nó còn có lớp màu đen này chưa bị cháy luôn á, lam ghim luôn nha anh em. Rồi con này lam dài 4 tấc 8 nha, phần cắt là 41 cm nè. Này anh em đi cưa khai thác cưa hạ cây đứng này kia ok, lam còn xích là trên 85% nha anh em, xích còn rất là dày luôn. Xích này giết việc dỗ là cho anh em là về anh em xài luôn á, quá vip. E31 giá 3 triệu chẳng nha anh em. E32 con Shinewa 393 ha, con này nồng 40 ly nha, nó 39cc, con này nó có xa áp nha anh em, anh em đẩy vô nè, đẩy vô anh em giật nó, giật con còn nhẹ hơn là chịu lực nữa. Con này là 393 nè, con này đặc biệt ở chỗ là nó có cái phần giảm sốc nha anh em, khi mà anh em cưa thì cái phần giảm sốc nó giúp cho cái tay cái chỗ phần lên ra mình nè đỡ bị rung anh em, đỡ bị rung cái tay á ha, kiểu như nó bị trượt tiêu cái phần mà khi anh em cưa vô cây á nó rung 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 á, thì nó có cái phần giảm sốc á, cái tay đây một cái nè, và đây chỗ này lên ra nè, nó giảm đi cái phần rung nó đi ha, ví dụ như rung 10 đi thì nó giảm được 6-7 à, chỉ còn 3-4 cái tay mình thôi. Con này dùng e tự động nha, kéo ra đóng e nè, lên ra e tự động mở cho mình luôn, có cái sợi gỗ bằng nhôm luôn nha anh em, bằng sắt luôn nè, nóc nhôm ha, bô thì trắng tươi nè, quá đẹp. Rồi làm 4 tấc 8 nha anh em, phần cắt là 41 cm ha. Con này xích thì nói chung cái này sao xài được, chốt thay cho anh em bộ xích mới nha, nó về xài cho nó ngon nha anh em, làm rất là dài luôn ha. E32 giá 3,1 triệu nha anh em, 40 ly 39cc ha. E33 33 này có giống như 32 anh em, nó chỉ khác là cây lam thôi, cho nên là giá nó có trên là 150.000 nè, 150.000 là nằm ở chỗ cây lam đó nha anh em. Thì con này nó cũng có xả áp cho mình nè, anh em giật máy thì anh em đè nó vô, đẩy nó vô anh em giật nhẹ hơn chỉ lực luôn. 393 ha, nồng 40 ly 39cc anh em, xỉ gỗ nè ha, hay gọi là hàm gồng đó, lóc bằng nhôm luôn nè, e cũng tự động mình luôn. Con này thì anh em cũng có thể cưa khai thác được anh em, giống như mấy con kia thôi, cưa khai thác hạ cái đứng là ok con lành luôn, mà nồng đứng nó thì nó giật nó rất là nhẹ luôn nha anh em, và cái đời nó cao quá. Rồi làm 4 tấc 8 ha, phần cắt con này 42 cm nha anh em, nó dài hơn thằng kia 1 cm là ở chỗ cây xích anh em, xích thằng này nó có thể nó hơn một mắt nè, bởi vì nó dài hơn kia 1 cm á. Làm mà làm Shinewa làm ghim nha anh em, tản nhiệt và có đầu Latin ha, đây hai đầu Latin nè, tản nhiệt cho mình luôn, nó mắc hơn thằng kia là 150.000 là nằm ở chỗ cây lam nha. E33 giá 3,250,000 ha. E34 con này là hệ miền Tây nha anh em, dòng này thì anh em miền Tây khá là phái luôn nè. Shinewa 350 ha, nồng 38 ly 35cc, mặt tiền quá đẹp luôn nha anh em, hàm gồng còn nguyên si nè, cứng ngắc luôn nè ha. Tăng chỉnh gam ti á anh em, chỉnh gam ti là chỉnh bằng tay nằm phía ngoài luôn nè, ốp lam còn mới lắm nha anh em, mới chát luôn. Bô thì sọc cái bít tông là sọc ngang luôn, cái con này thì em đã có dỡ ra em kiểm tra cho mình hết luôn rồi. Dòng này anh em cưa cắt thuê cắt mướn nè, hoặc là cưa hạ cây này kia là ok con lành cành đào luôn nha anh em. Rồi làm 4 tấc 8 nha, phần cắt là 41,5 cm anh em, làm mới 100% và xích cũng là xích mới 100% cho anh em mình luôn, làm Latin luôn ha, làm Shinewa mới Latin luôn, vậy cực kỳ luôn nha anh em. E34 giá 3,500,000 nha, máy hệ mà giá cũng như giá sỉ luôn rồi. E35
E35, con này là con cơm Matsu G370 nha anh em. Số xe ghi đây ha, 9533 nè, mắt in như băng đầy đủ luôn nha anh em. Con này nồng là 40 ly ha, nó 37cc nha. G370 nha anh em, con này thì bên chụp giật nó mất cái tem mà, cho nên là mình nhìn vô cái lốc nha anh em. Nhìn bên cái lốc này nó có để nè, G370 nè. Ha, con này thì nó về có cái đầu máy không à, bởi vì là em gắn cái làm chiếc xích mới nha anh em. Mà con này về cái xích, nó xích zin là cái xích có 25 hả anh em. Máy to mà chạy xích, cái xích chuột có 25 mà, bởi vì em mới đổi lại cho anh em là cái chén đồng tiền. Chén đồng tiền chạy xích 72 anh em, xích đại luôn á, xích lớn luôn á. Thì mấy con này mà anh em nào đi cưa mướn, cưa thê thì cưa rất là nhanh luôn nha. Tại vì mất xích rất là to nè. Lam là lam Latin luôn anh em, lam xin đi qua Latin luôn ha. Rồi lam cũng là 4 tắc 8 anh em. Nhưng mà phần cắt con này nó tới 43cm nha. Do cái bộ xích này em làm nó nhiều hơn mấy kia 1-2 mắt anh em, cho nên là xích nó có cái phần cắt nó dài ra ha. Con này anh em cưa cái cây được cái bề hoành là khoảng 85-90 luôn nha anh em. Rất là dài luôn á. Có luôn cả thân xích nha. Nè ha, thân xích còn hoạt động cho mình luôn. Rồi tem mát cái đây cũng còn luôn nha anh em. 37cc nè, 51 con này là đời là 1994 ha. Nặng 4,1 kg nha. Đây thông số nó còn đầy đủ luôn ha. E35 giá 3.800.000 nha anh em. Cuối cùng E36. Con này cũng là hệ miền Tây nè anh em, nhưng mà cái kiểu như là cái nó khác bọt hơn mấy con kia. Nó bự hơn nha anh em, nó bự là bự về cái nòng bít tông nè, và bự hơn về công suất luôn nha anh em. Đây, con này nòng 41 ly ha. Con này công suất là 43,6cc nha anh em. Số xe ghi là 8005295 ha. E407AV nè, đó cái chữ mà cái con nào mà có chữ AV biết sao là cái đề cao anh em, đề cao cấp á. Con này là chỉnh garanti bằng tay luôn nè. Ốp lam còn đỏ ao luôn ha, trắng tay còn nguyên luôn. Con này thì em cũng đã lên cho anh em là cái nhông cái chén đồng tiền và chạy xích là 72 luôn nha anh em. Mắt xích to ha, nó giống như cái con G370 nãy vậy á, mà lam và lam zin nha, lam đầu nhọn ha, Latin xin đi qua đầu nhọn nha anh em, xin đi qua nè, Latin nè, hai mặt còn nguyên luôn. Đó, chén đồng tiền, xích là xích mới 100%, xích 72 luôn nha anh em, rất là dày luôn. Quá đỉnh luôn nha anh em ha. Con này anh em cưa hạ cây này kia rất là ngon, chạy rất là khỏe luôn, mắt xích to giúp cho mình cưa rất là nhanh luôn. E36 giá 4.000.000 chẳng nha anh em. Rồi làm 4 tắc 8 ha, phần cắt con này là cũng là 42cm anh em, phần cắt rất là dài. E36 giá 4.000.000 chẳng ha. Rồi anh em chốt máy liên hệ số điện thoại của em, chào tất cả anh em nha.